giống đồ ở Việt Nam hả cô chú anh chị. Ta-da, gọi cho mở mắt được rồi đó. Sẽ đi vào trong Liêu Vui để ăn món Việt Nam hả mọi người. 22 đồng. Sầu riêng thơm nước mũi luôn. Ổi. Ổi nè, quả na. Và có bưởi da xanh nữa cô chú anh chị. Ngon quá, mời cô chú anh chị nha. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay lại là thứ bảy nữa rồi nè cô chú anh chị. Em Chi Chi đang chuẩn bị đi học nhảy nè cô chú ơi, đang đợi taxi. Ba Chi mà đi công tác là hai mẹ con rất là tốn tiền cho taxi luôn cô chú. Tại vì học nhảy rất là xa đó, mà phải đi rất là nhiều chuyến xe buýt. Kim chưa có rành máy và đi xe buýt đó cô chú anh chị, cho nên là phải đi taxi. Taxi đến rồi nè mọi người ơi. Cái tiền taxi á mà mắc hơn rất là nhiều lần so với cái tiền học nhảy luôn đó mọi người. Xin chào bà cô chú ơi. Xin chào cô bà cô chú. Bé lớn lên. Xin chào cô bà cô chú. Con đi đâu? Đi ba gì? Đi học múa. Đi ba lê. Học múa ba lê. Học múa ba lê. Đúng rồi. Hôm nay trời nắng rất là đẹp cô chú anh chị. Hôm nay 18-19 độ lần mọi người. 18-19 độ lần cô chú. Trời ấm rồi. Bây giờ mình ra đường thì không có cần phải mặc áo khoác nữa cô chú anh chị. Hai cô chú anh chị ơi, Chi Chi đã đến trường rồi mọi người. Bây giờ Kim xem ở trên bản đồ đó là thấy ở gần cái chỗ mà Chi học nhảy á, là cách đi bộ khoảng 10 phút của chú anh chị thì có một cái chợ. Thì Kim đang đi bộ qua bên đây sắp đến đây nè mọi người. Đây ở bên đó thấy đông đông rồi đó. Có khu chợ với ly khu siêu thị nữa. Không biết là ở bên đây trong đây bán cái gì hết mọi người. Kim sẽ đi qua bên đây thử ha. Ở đây người ta có bán mấy cái dây chuyền cho trẻ em nè cô chú. Có cái hình giống như là gummy bear đó. Của cái mấy con gấu này giống như kẹo kẹo dẻo trái cây đó mọi người, rất là dễ thương luôn nè. Kim đã mua cho Chi một cái vòng màu xanh mà nó cái dây này nè, tại vì kia Chi mặn mọc đó cô chú, cho nên là Kim mua cái màu xanh với lại cái đôi bông màu xanh. Nhưng mà cái bao bông màu xanh Chi nó không có xỏ lỗ tai đó, cho nên là Kim mua cái mà kẹp vô cái lỗ tai cô chú, Chi nó sẽ rất là thích. Có nhiều lắm nè, rất là dễ thương mọi người. Đây, cái này chỉ có 2 đồng thôi ha, 2 pound. Rồi mấy cái này nè, không biết người ta làm bằng cái gì á mà cũng nặng lắm. Cái này 6 đồng, dễ thương ha cô chú anh chị. Này Kim mua xong rồi đó, rồi Kim mới xin người ta để quay phim đó mọi người. Có nguyên bộ nè, dễ thương lắm nè cô chú anh chị. Màu hồng kia Chi thì nó thích màu hồng lắm, nhưng mà ở nhà Kim có rất là nhiều loại màu hồng rồi, mà tại vì Chi nó mặn mọc đó, cho nên là Kim mua cái màu xanh. Không biết là em có thích màu xanh không, nhưng mà thôi kệ mua luôn. Nghe nè, dễ thương quá trời. Very cute. Đẹp lắm. Ở bên đây nữa. Ở bên đây có mấy cái chữ cái đó nè. Cái chữ này người ta làm bằng cái này giống như là cũng như bằng nhựa đó mọi người. Người ta đổ thành khuôn nè, xong rồi để kim tuyến lên nhìn rất là đẹp nha. Cái này cũng 3 đồng một cái đó, 3 đồng một cái chữ đó mọi người. Rất là dễ thương luôn. Cái chợ này thì có ngày cuối tuần đó người ta bán đồ cũ nữa cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy nè, một tuần thì còn mở có 3 ngày thôi. Lúc nãy Kim nhìn trên bản đồ đó là thấy ở đây có chợ, cho nên là Kim đi qua. Thì hôm nay Kim đi qua đây cũng thấy rất là đông. Ở bên kia còn bên kia nữa đó cô chú anh chị, nguyên cái dãy ở bên trong nữa. Nhưng mà chợ hôm nay thấy không có nhiều hết mọi người. Cái chợ hôm nay hơi vắng nè, không có thấy đông người. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn. Ở bên đây có cái shop đồ em bé rất là dễ thương nè cô chú anh chị. Cái shop đồ này cho trẻ sơ sinh mấy bé nhỏ nè, dễ thương lắm luôn. Bên ngoài hả cô chú, này là bên trong nè. Bên trong này vẫn còn một cái khu chợ rất là lớn hả mọi người. Thì ở bên đây người ta cũng bán rất là nhiều đồ nè, từ đồ mới đến đồ cũ luôn cô chú. Mà ở bên đây Kim thấy người ta bán đồ cũ rất là nhiều. Ở bên ngoài thì bán đồ cũ ha. Còn ở bên trong đây thì Kim thấy người ta bán đồ mới rất là nhiều. Cũng có nhiều cái shop tàu nè cô chú. Để Kim qua đây xem có cái gì. Kim thấy có lồng đèn nè,
À, giống như là một cái siêu thị bán đồ ăn thôi mọi người. Bán đồ ăn châu Á đó. Rồi bán quần áo. Bán quần áo là nhiều đó cô chú anh chị. Quần áo, bánh kẹo với lại những cái thiệp á. Mà chợ hôm nay cuối tuần nhưng mà thấy vẫn vắng đó cô chú anh chị, không có đông ha. Không có nhiều người đi chợ. Đồ bộ giống như ở Việt Nam mình nè cô chú anh chị. Cái này mà mua về mặc mát lắm, nhưng mà tại vì vài tháng nữa là Kim về Việt Nam rồi đó, cho nên Kim không có mua. Nếu như mà không về Việt Nam là Kim sẽ mua cái này mặc ở nhà mát lắm mọi người. Này giống đồ ở Việt Nam ha cô chú anh chị. Bán cũng rẻ đó mọi người, 10 đồng một bộ. Thì tính ra cái giá như vậy ở bên đây là cũng trung bình đó mọi người. Kim sẽ đi xuống dưới kia, Kim thấy dưới kia có bán trái cây với thịt cá ở dưới đó, thực phẩm đồ ăn ở dưới đó, Kim sẽ đi xuống xem người ta có bán cái gì. Tại vì hôm nay Kim không có đem cái cây chống rung đó cô chú anh chị. Kim cầm cái điện thoại trên tay luôn, cho nên là đi nó hơi rung lắc đó, cô chú anh chị thông cảm cho Kim nha. Ở đây quá trời đồ cộng tóc luôn nè cô chú ơi. Kim sẽ lựa mua một ít cho chi. Cái này giống như những cái cài tóc mà của quý bà anh đó cô chú. Đây nè, cái cài này nè. Rất là nhiều đồ cột tóc luôn mà cũng rẻ hơn ở trong siêu thị rất là nhiều luôn. Ở trong siêu thị một cái cặp mà Kim mua cho chi là cũng phải 6-7 đồng. Ở đây thấy bán có 1 đồng thôi cô chú anh chị, 1 đồng 50. Mà mua 4 cái thì chỉ có 5 đồng. Thì tính ra là mua 4 cái rẻ hơn là mua 2 cái trong siêu thị nữa cô chú anh chị. Kim sẽ mua cho chi ít đồ cột tóc ở đây. Rất là xinh luôn nè mọi người. Nhiều lắm, ở bên trong vẫn còn nữa, Kim sẽ đi vô trong. Ôi đẹp quá chừng luôn nè. Nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Có cài nữa nè. Có cài nữa. Rất là đẹp luôn. Bây giờ Kim quay trở lại trường học nhảy của Chi Chi để đón Chi nè cô chú anh chị ơi. Còn 20 phút nữa thì mình đi bộ qua đến đó khoảng 10 phút, nhưng mà trừ hao hết mọi người. Thì đi sớm tốt hơn là đi muộn ha. Với lại Kim đi vòng vòng hết rồi, cũng không có nhu cầu mua thêm cái gì đó, cho nên là đi về mọi người. Kim đi ra ngoài đường á, Kim ngại quay lắm. Tại vì ở bên đây quay sợ người ta không có thích á. Cho nên là Kim, tại vì Kim quay bằng cái điện thoại, cầm quay thì nó cũng kỳ quá, cho nên Kim ít có quay lắm cô chú anh chị. Chi đó học nhảy ra nè cô chú ơi, đang đứng đợi taxi. Nhưng mà Chi nó đang đứng đợi taxi nhưng mà nó không được vui, nó nắng quá cô chú. Xong rồi cho nên là cho Chi khui quà trước. Đúng rồi, Chi thích không? Đó, we just clip in. Rồi coi nữa, coi trong đó có gì. Nè, cái bông tai. Cầm bè. Anh nhặt clip. Ờ. Anh cả bí bè nhặt clip. Mang cho không, đưa mẹ mang cho. Đứt á, đứt, không được. Rồi con cầm đi, đưa mẹ mang. Cái something else. Cơm đi ơ. Dễ thương, cái màu xanh lá chuối. Chút nữa về nhà mới đeo được, để hồi giận đeo cái màu xanh lá chuối nè cô chú. Cái màu xanh của cái dây chuyền nó xanh vàng vàng, nó đẹp. Nhưng mà cái màu xanh của cái con gấu thì nó không có đẹp lắm. Màu xanh dây chuyền đẹp. Đó. Chị thích không? Con cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Không có chê. Này cô chú anh chị ơi, đã tới nhà, về tới nhà này cô chú anh chị. Kim nói là mẹ có quà cho Chi nè. Xong rồi Chi nói mẹ ơi đợi con ngồi nhắm mắt xong mẹ hãy đem vô nha. Chi rất là thích bất ngờ cô chú. Đây. Chỉ ngồi chỉ nhắm mắt nè. Ta-da, rồi Chi mở mắt được rồi đó. Rồi con lại lên bàn đi, lại ngồi ghế đây đi. Mở, để lên bàn mở. Có gì xong đây. Trời ơi. Ôi là trời, cái gì một bịch dữ thần vậy. Trời ơi. Thích không? Sao vậy? Đổ ra hết rồi đó kìa. Trời ơi là trời, một đống luôn trời. Chi nó nói nó muốn cái nó tưởng luôn là đầm đẹp cô chú. Nó thích, rất là thích đầm đẹp. Đấy mẹ mua cái này xong rồi nó không thích. Cái này kìa, cái mua này cho con gái của bạn Kim nè. Tại vì Kim thấy bé đó không có cột tóc, chỉ xả tóc thôi. Cho nên là Kim mua cái này cái nơ. Giống như cái băng đô vậy đó cô chú anh chị.
Đây là cái kẹp cho chi nè. Trời ơi, có lấp la lấp lánh giống như cái vương miện hả cô chú anh chị? Đẹp không? Chị thích không? Cái này là cái cài dễ thương quá. Trời ơi, xinh ơi là xinh luôn. Còn cái này là cái kẹp tâm này để mơ mốt làm tóc cho chi đi múa ba lê nè. Đây mẹ có mua cái này nữa nè. Cái màu trắng này để dành làm tóc đi múa ba lê nè. Cái này thì để dành thôi, không có xài. Để chừng nào múa ba lê hả xài. Còn những cái này nữa nè. Những cái này xài được nè. Đẹp không chi? Chị không thích hả? Thích không? Thích. Con cảm ơn mẹ chưa nè, nhìn nè. Wow. Look at that. Đẹp quá. Trời chi ơi, đây nè, cái này giống như cái này giống cái hộp quà không? Tại vì chi có cái váy. Mẹ biết rồi, để mình nói. Chi có cái váy giống như vậy nè cô chú anh chị, cho nên là Kim mua hai cái này kẹp hai bên nè, rất là dễ thương. Đây nè cô chú, hôm nay thiệt hại hết bao nhiêu đây ha. Rất là dễ thương luôn, rất là xinh. Cái này không biết người ta nhập từ ở đâu qua mà bán giá cũng tương đối thôi mọi người, chứ không có đắt. Rất là nhiều luôn, mê lắm. Nhưng mà không thể nào mà mua thêm được nữa cô chú ơi, bao nhiêu đó là được rồi đó, quá nhiều rồi. Cái này nè Kim thấy dễ thương dữ lắm luôn nè. Cái này mặc làm công chúa kẹp vô là dễ thương lắm, xinh quá trời luôn. Cái này nè, rất là dễ thương luôn hả cô chú anh chị. Xin chào con bà con chú. Xin chào ông bà cô chú. Thôi, đừng có trẻ mẹ miệng. Xin chào con bà con chú. Muốn trẻ miệng mẹ nha. Xin chào cô chú anh chị ơi. Chiều nay thứ bảy mọi người, thì hôm nay bạn của Kim lại qua chở hai mẹ con đi chơi nè cô chú anh chị. Hôm nay sẽ đi vào trong Liêu Vui để ăn món Việt Nam hả mọi người. Let's go. Stop. Đang đợi. Có cái ghế ngồi cho Chi nè. Hôm nay Chi có quà cho bạn nữa nè. Có quà cho bạn con gái của bạn Kim. Hồi trưa này Kim có mua mấy cái đầu cột tóc gì đó cho bé. Đi lại đây cho mẹ coi cái đầu kẹp tóc mới của chị coi. Ở đây đứng ở xích đây. Đây nè cô chú, đứng yên. Này, dễ thương chưa? Trời ơi, thấy cưng hết sức không? Em Chi chọn đó. Hồi nãy đi em Chi chọn kẹp cái đó đó. Hôm nay 19-20 độ luôn đó cô chú anh chị, rất là ấm. Cái nhà đối diện người ta đang sửa nhà kìa, đang sửa chữa sơn nhà gì đó. Trời nắng đẹp, bây giờ là 6 giờ mấy rồi mọi người. Hôm nay 9 giờ mặt trời mới lặn hả cô chú anh chị. 6 giờ mấy rồi nhưng mà trời vẫn còn nắng ấm. Đã vô đến shop Việt Nam này cô chú anh chị ơi. Hai chị em đang mua đồ ăn. Ở đây Kim thấy có thịt ếch nè. Kim sẽ mua đùi ếch tại vì Chi nó cũng ăn ếch nữa đó. Hôm trước Kim mua thử rồi, Chi nó ăn. Đây có trứng non nè ha, Kim mua một hộp trứng non nữa và tôm sú. Nhìn ngon quá chị. Để xem trong đây có cái gì nữa. Ốc. À không à, mua lươn đi. Lươn này giờ hết làm cái gì ăn ta. Kim không có biết làm lươn. Ta mua đại một bịch lươn về đi, xong rồi cái mình lên mạng mình coi cách nấu. Ở trong đây có gì vậy? Cá ba sa là nhìn cũng ngon nè. Ở đây có sầu riêng. Sầu riêng thơm nước mũi luôn. Thùng xốp ở mô. Thùng xốp ở đâu? Vi Phong ở đâu? Có ổi. Ổi nè, quả na. Và có bưởi da xanh nữa cô chú anh chị. Rất là ngon luôn. Sầu riêng rất là thơm nè. Mà trái to quá. Bán lẻ bao tiền? 3 đồng một gói á. Một đông. Bà này bị ảo à? Một cánh xúc Vi Phong một đông một gói. À, 30 đồng một thùng xúc Vi Phong 30 đồng. Lấy bà 28 đồng. Một thùng có bao nhiêu gói? 30 gói. Bán 1 đồng một gói lẻ. Đó bình thường. Trong đây có gì nữa? Có
rau mồng tơi nè, quế, rau thì ở đây hôm nay không có nhiều rau hả mọi người, cái rau mà ôm này nó hơi héo. Rau này nó héo hết trơn rồi, ủng quá trời luôn, ủng quá trời héo hết rồi. Hai chị em nè, cô chú anh chị rất là thân nhau luôn. Cái bà Nam cũng hài dễ sợ. Bà An chứ. Đây nè chị nè. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Đây là Quanh nữa nè cô chú anh chị. Đây là việc mọi người đang ăn quán phở nè cô chú anh chị, quán phở Việt Nam. Cái quán phở này Kim chưa có biết luôn đó, hôm nay Quanh dẫn vô đây mới biết nè. Có trang trí đèn lồng nữa. Có tỏi này để ăn phở nè mọi người. Hai chị em cũng gọi nhiều món lắm, để một chút xíu ăn thử. Miss phở bên kia có nón lá đồ. Cái là tí canh dê nè cô chú anh chị. Đây. Nhìn nó đông cũng ngon quá nhưng mà mình không có biết ăn, có cái miếng gan nữa nè. Có đậu phộng ngon nè, có rau. Ớt đấy ngon kìa. Đấy. Bia Hà Nội. Trời ơi, rồi vô. Em Chi có nước cam. Rồi có cái bình trà dễ thương quá ha. Trà xinh quá. Nóng nha, ngon chị đựng được quá. Bình trà xinh. Sống ảo được á, mình chài sống ảo đi vào nhà mình cười này. Cái này thì có trà chanh mật ong nè, trà chanh mật ong. Rồi em uống đi. Này gót ra cho nó nguội chứ nó còn nóng. Bố uống không? Bố uống trà không? Cái ly này để cho chú uống nước trà con. Chị uống trà nóng không? Không, chỉ có cái này rồi. Này dê xào, cái món dê này gọi là dê, là dê xào lăn chưa? Dê xào lăn thơm quá chừng luôn á. Đây là phở bò nè cô chú anh chị, phở bò cho hai chị em ăn. Ngon quá, cái tô phở quá trời bự luôn á. Cái dê này thơm quá trời luôn á. Cái này dê xào này có xả trong đây nè. Rán nè cô chú anh chị, ngon quá trời luôn. Người ta làm nhiều thịt ha. Mà nhìn đẹp quá trời, là giòn rụm luôn nè. Ngon quá, mời cô chú anh chị nha. Đây cái gì? Dễ gỏi bò ha. Gỏi bò nè, nhìn ngon quá trời luôn. Bún bò Huế nha mọi người, bún bò Huế cũng có bò viên, thịt bò với lại chả nữa nè, đủ hết trơn á. Tô rất là to luôn. Có mấy người mà một bàn luôn nè. Ồ ba của ai mà ôm vậy, người ta đang ngồi gần cái bé An đang ngồi gần ba cái bà chia, bà lại bà đuổi luôn, bà lại bà ôm. Quá trời, thì mai đắp đi. Mai đắp đi. Trời ơi là cháu. Đúng rồi cái gì? Mai đắp đi. Dầm. Trời ơi. Lộn rồi, rón. Nhớ bà nữa. Rón. Mai đắp. Mà nó đừng cái ấm cho cháu. Thần thôi. Dầm thôi. Ngày cuối tuần của hai mẹ con Kim hôm nay là như vậy đó cô chú anh chị. Hôm nay cũng cảm ơn gia đình của Oanh đã đến đón hai mẹ con đi ăn và đi mua đồ Việt Nam. Video của Kim đến đây xin tạm dừng ha mọi người. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.